thừa hư thông tin TikToker Kiều Văn Thái bị bắt. Khi đến kiểm tra, cảnh sát phát hiện 7 người trong một phòng, còn anh Kiều Văn Thái ngủ ở phòng khác. Công an kết luận anh Thái không tham gia tổ chức cũng như sử dụng trái phép chất cấm. Những ngày qua, mạng xã hội lan truyền thông tin hot TikToker Kiều Văn Thái, 29 tuổi, ở quận Long Biên, Hà Nội vướng vòng lao lý. Theo hình ảnh lan truyền, TikToker này cùng 7 người khác bị mời đến trụ sở công an để làm việc. Tuy nhiên, trên trang mạng xã hội cá nhân, anh Thái đã phủ nhận những thông tin trên. Ngày 3 tháng 1, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, thông tin về vụ việc. Theo đó, rạng sáng ngày 2 tháng 1, Công an phường Mễ Trì nhận tin báo từ người dân về việc một căn hộ ở chung cư trên địa bàn mở nhạc ầm ĩ gây mất an ninh trật tự. Khi đến kiểm tra, cảnh sát thấy 7 người trong một phòng của căn hộ, còn anh Kiều Văn Thái ngủ ở phòng khác. Tại hiện trường, cơ quan chức năng thu giữ một đĩa sứ màu trắng, một ống tẩu được cuộn bằng tờ tiền, một loa, đèn nháy. Làm việc với những người tại chung cư, cảnh sát xác định có 7 người đã sử dụng chất cấm. Nhưng riêng anh Thái khai nhận ngủ ở phòng bên, không biết và cũng không tham gia với nhóm 7 người. Kết quả xét nghiệm nhanh cũng cho thấy anh Thái âm tính với ma túy, còn 7 người còn lại có kết quả dương tính. Sau khi xác minh vụ việc, cảnh sát kết luận anh Kiều Văn Thái không tham gia tổ chức cũng như sử dụng trái phép chất cấm. Công an quận Nam Từ Liêm đã ra quyết định tạm giữ hình sự 4 người để điều tra, làm rõ hành vi tổ chức, sử dụng trái phép chất cấm.